Xin kính chào toàn thể các bác nha. Tiếp tục về rất nhiều linh kiện, đặc biệt là điện trở để làm phân tần cho các bác, thì về nó hơi bị bụi bẩn rồi đấy. Nó bám này, bám rất nhiều bụi bẩn này. Đây, em sẽ về vệ sinh và sửa qua trước khi là vào mạch các bác nhé. Thì đã tới em sẽ làm rất nhiều phân tần, giá cực kỳ tốt cho các bác. Đấy, đây là những mẫu trở là 20W 5.3 ohm này, 20W 5 ohm này, đấy. 20W 5.56 ohm này. Thi thoảng có con 20W 9.1 ohm nó nằm đâu đó. Đấy, rất nhiều nhá. Hàng em về nhiều lắm. Thi thoảng được nô nó như này nên là cũng rất là trân trọng và lưu ý đến những cái mẫu điện trở này. Và trở này nó rất hay nữa là hàng bãi này. Và cái đặc biệt là cỡ chân của những con điện trở này. Chân các bác nhá, chân nó còn khá là đẹp. Các bác nhìn này. Chân nó còn khá là đẹp. Thi thoảng có một hai con hơi xấu hơi gì này thôi. Một vài con thôi, không đáng kể. Đấy. Rất nhiều luôn. Và cỡ chân của nó là chân phổ thông nên là các bác nếu mà có mà ý định muốn lấy số lượng liên hệ trực tiếp với em nhé. Cái này thì em báo giá luôn là 8.000 một chiếc điện trở này. Tất cả các loại như nhau. Lấy từ 100 con trở nên thì có giá tốt các bác nhé. 8.000 một con chưa ship đâu. 20W 5.3 này, 5.3 ohm này, 5.56 này và 9.1 có thêm nữa là 5 ohm nữa nhưng mà nó ít lắm. 9.1 thì có ít lắm, cực kỳ ít. Chủ yếu là 5.53, 5.56 thì nhiều. 5.3 và 5.56 thì có nhiều. Đấy. Còn 9.1 thì thi thoảng có cầm một hai con thôi. Gần như là hiếm. Đấy. Các bác nhá, nếu các bác nào quan tâm thì gọi ngay cho em. Đống này thì em cũng để khá là lâu rồi, để từ đợt Tết đến giờ. Bận quá chưa thời gian nào. Gần đây bắt đầu có rảnh rỗi thì đây 5 ohm đây. Có là 5.3 5.56 5 ohm và thi thoảng có gặp một con, hai con 9.1 ohm. Rất là hiếm luôn. Đấy, nói chung là phù hợp với các bác, về độ chế gì thì liên hệ với em. Cái này thì làm đơn giản thôi các bác, về mua số lượng này về nha, xong là cứ đấu song song vừa nối tiếp. Ví dụ hai con 20W 5.6 mà đấu song song thì là, ví dụ hai con 20W 5 ohm đấu song song thì nó sẽ còn là 2 ohm, 2,5 ohm và 40W. Sau lại như thế nữa mà các bác đấu nối tiếp lên thì công suất nó vừa lớn hơn. Nói chung là tùy. Về là các bác tự cái đường tự đấu nối nhá. Đây là linh kiện em bán rất nhiều rồi. Số lượng thì mấy chục cân cơ. Đấy có một ít thôi. Một góc. Cả mới em có rất nhiều, mới thì em sẽ làm. Còn hàng bãi này thì các bác nào thích thì em sẽ chia lại cho các bác. Hàng mới thì nó sẽ đắt hơn nhé. Mới thì nó sẽ vào là 10-12 nghìn một con. Có rất nhiều. Chợ này chợ phổ thông. Đấy, ok. Thì bây giờ anh em sẽ tiếp tục rửa qua những con điện trở này. Có gì đâu mà chợ đây nhá. Về nguyên bản đây thì nó chỉ có gọi là bám cái chữ này, mực này cho nó hơi bụi bẩn tí thôi. Em chỉ có vào nhúng nước xong lau qua này, các chân này, cho nó bay hết các cái bụi bẩn đi. Sau đó là bỏ ra phơi một nắng hai sương, thế là xong. Một nắng thôi chứ không có hai sương, hai sương lại rỉ mất. Đã rất nhiều. Đấy, các bác cần thì liên hệ trực tiếp nha. Bây giờ phải rửa đống này đấy cho nó sạch gọn đã. Nhiều lắm nhá. Đây tổng bộ thì có như này, đống này là một góc. Em còn rất nhiều hàng mới nữa, mới thì em sẽ làm. Còn hàng bãi này thì em sẽ chia lại cho các bác, lấy số lượng thì giá tốt nhá. Mua nẻ thì là sẽ là vào 8.000 một con, 10 con thì sẽ là tính ra là 70.000. Và hàng trăm con thì giá nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy, em chỉ kể ra thế thôi. Ok nhá, các bác nào cần thì gọi cho em.